Hi, minasan, konnichiwa. Nhân ngữ hoa xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cấu trúc ngữ pháp câu là nồ ní. Nhưng mà nồ ní này không phải là nồ ní của mặc dù đâu nha các em. Đây là nồ ní khác nữa. Vậy nó khác ở chỗ nào? Chúng ta cùng nhau xem qua cái ví dụ sau đây nhé. À, đây là một bức tranh đúng không? Nhìn đẹp không? Wow, rất là đẹp luôn. Hay. この絵を描くのに1ヶ月かかりました。Cái để vẽ cái bức tranh này thì đã mất một tháng. Vậy chúng ta có cấu trúc ngữ pháp câu là gì đây? Hay. Động từ futsuke cộng với no ni dịch ra là để làm cái gì đó. Hay. Ý nghĩa của nó là dùng để diễn tả, để làm hoặc diễn tả mục đích sử dụng. Hay. Và これは何ですか?知っていますか?セーター仕様。はい。Đây là nước giặt đúng không ạ? Hay. Và nước giặt này dùng để giặt áo len. Thì chúng ta nói như thế nào? Hay. この洗剤はセーターを洗うのに使います。Động từ chia về thể futsuke cộng のに là để. Hay. Cái nước giặt này dùng để giặt áo len. Có nghĩa là nó chuyên dụng về để giặt áo len á. Hay.Và chúng ta có thêm một cái ví dụ nữa vào đây. Tokyo Daigaku. Hay. Okane. Taksan arimasu ne. Kodomo o ii gakko ni ireru no ni okane ga kakarimasu. Hay. Lúc này thì chúng ta sẽ dịch như nào đây? À, để mà cho con vào cái trường học tốt thì sẽ tốn rất là nhiều tiền, sẽ mất nhiều tiền. Có nghĩa là gì đây? Cái trường hợp đây là gì?Để mà học cái trường tốt thì đương nhiên là gì? Học phí sẽ cao, học phí sẽ đắt và mình sẽ bị tốn tiền, tốn nhiều tiền. Vậy nên là đây là mục đích sử dụng đúng không ạ? Hay. Và qua bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã biết thêm một cái nồ ní nữa rồi đúng không ạ? Nồ ní này là để làm cái gì đó nha các bạn. Hay. Rồi cô có để đường link bài tập ở bên dưới để cho các em có làm thêm bài tập về cái phần nồ ní này. À, nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì các bạn có thể comment ở bên dưới nhé.はい、皆さん、さようなら。また今度よろしくお願いします。